được mang tiếng là rất giỏi nên đứng trước mẹ tao mà khoe. Mày á đừng có làm ra vẻ ta đây nữa nghe chưa? Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mày không làm thì tại sao tao lại bị mẹ tao la chứ? Sao mà mình biết được? Ý của mày là tại tao tất cả hả? Gì đây? Bài tập ngày mai sao? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Được. À. Mày đưa không? Mày trả lại đây cho mình. Trả tao ra. Trả lại đây. Trả. Ông nhỏ này. Mày dám. Ôi à. Em sao vậy? Làm chi? Nó đập vô đầu em. Nè. Chị không cho em một trận thì em không chừa cái tật ấn hiếp tâm anh đúng không? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Em mà còn làm vậy nữa đi, chị không có nhịn em ở đâu. Không nhịn thì tôi đâu có biểu chị nhịn. Nè 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 nè, đâu nè chị đánh đi. Chết gì vậy? Nè, em gieo nhân nào là em sẽ gặp quả nấy đó. Gì? Gieo nhân gặp quả hả? Dốt mà còn bày đặt chơi chữ. Quả làm gì có nhân, làm như bánh không bằng. Trời ơi, sưng rồi nè. Thôi, để chị đi lấy dầu cho. Dạ. Đầu Lam Chi đúng là đầu bò. Tấm hình hôm trước chụp ở lớp được đăng lên trang của trường rồi đó. Đẹp lắm, nhiều đứa comment nữa. Bạn vào coi đi. Mượn laptop của anh hai coi mới đã. Ê. À dạ. Cái con nhỏ này có sao không? Ủa Lam Chi, bị sao vậy? Lam Chi mẹ ơi. Ê, Lam Chi tỉnh lại đi con, đừng có làm ba sợ mà. Lam Chi ơi tỉnh đi con. Chi ơi, bạn có sao không Chi? Lam Chi ơi tỉnh lại đi Lam Chi. Nó chạy rồi kìa. Lam Chi con tỉnh rồi hả? Lam Chi. À, hồi nãy con bị ngất xỉu á. Con có nhớ gì không? Ngất xỉu hả? Ừ. Nhưng mà tại sao con lại ngất xỉu? Hả? Cũng tại cái thằng này hết nè. Dạ. Con đi đứng cái kiểu gì mà để cho em xỉu vậy hả? Đâu phải tại con đâu, tại nó. Tự nhiên nó chui vô. Cái đầu con xương cục mà. Mày im đi. Ông phụ quá. Chi con có nhớ gì không Chi? Dạ thưa ông ngoại, con không nhớ gì hết. Ủa mà tự nhiên sao con lễ phép bất tử vậy? Tại sao vậy ông ngoại? Gọi liền cho thằng sĩ nó về cho ba gấp, mau lên. Chi ơi Chi, con bị sao vậy Chi? Con đừng làm ba sợ mà Chi ơi. Chi ơi đừng làm mẹ sợ mà Chi. Lập Chi. Không sao đâu, ba đừng có lo cho con. Không sao đâu, mẹ đừng lo cho con. Nhưng mà chị này là ai mà nhìn là quắc, bạn này cũng vậy nữa. Là chị Tâm Anh với lại Tâm Ý ở trong nhà mình mà. Đúng rồi đó con. Con không nhớ hả? Mình không có nhìn lén đâu. Mình chỉ coi bạn còn đau không thôi à. Bộ mình có quen biết với bạn hả? Tụi mình là bạn đúng không? Đúng rồi. Bạn học chung trường, chung lớp với mình á. Thiệt hả? Vậy bạn vô đây đi. Bạn đứng ngoài đó mình khó nói chuyện lắm á. Bạn kêu mình vô đây á hả? Đúng rồi. Mình đang bụng muốn chết, không có ai chơi đây nè. Bạn vô đi, hai tụi mình chơi đồ hàng hay là chơi búp bê. Bạn cho mình chơi thiệt á hả? Thì bạn nói tụi mình là bạn mà. Mình xin lỗi, mình không nhớ gì về bạn hết. Không sao đâu mà. Bạn không nhớ cũng đâu có sao. Bộ mình có chơi thân với bạn hả? Có thân không ta? Mình có cảm giác bạn rất là quen. Thôi bỏ qua đi, bây giờ hai tụi mình chơi búp bê nha. Với tình hình này,
Anh Lam chiêu chúng ta bị mất trí nhớ tạm thời. Hả? Mất trí nhớ tạm thời? Im coi cho nó nói coi nè. Vậy có cách nào điều trị không cô ba? Có nặng lắm không? Dạ, bị da đập cho đầu nặng quá. Nhưng mà chúng ta phải theo dõi mới được. Mọi người để ý đi, Lam Chi chỉ quên tâm ý tâm anh thôi, chứng tỏ là bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà theo con quan sát con thấy chắc cũng không gì nguy hiểm đâu. Chỉ cần mình chăm sóc con bé cẩn thận. Nhiều người mắc vào chứng này, nhưng mà sau khi một thời gian thì hồi phục hoàn toàn. Vậy có nghĩa là không có sao đúng không? Dạ, cái này mình phải theo dõi đến ngày mai mới biết được. Hứa là nó đừng có quên anh nha. Dù trong nói rõ hơn cho ba nghe. Đi 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 đi. Làm chi ơi? Hình như bạn thích con này hả? Hả? Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn nghe. Ừ, bạn nói thiệt hả? Mình không mắc lừa bạn nữa đâu á. Lừa gì? Mình có lừa bạn đâu. Mình nói thiệt mà. Bạn còn thích thứ gì nữa không? Trên phòng mình còn nhiều con khác lắm á. Nếu mà bạn thích mình sẽ tặng cho bạn. Vậy mình lấy đó nha. Ừ, bạn lấy đi. Dù sao thì mình chơi một mình cũng đâu có hết đâu. Bạn đã nói á, chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Đồ của mình thì cũng như đồ của bạn, xài chung cũng đâu có sao. Bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. Bạn thích gì mình cũng tặng cho bạn hết á. Đi. Ờ, nhưng mà Lam Chi à, nãy giờ điều bạn nói là thiệt hết đó hả? Đã nói là thiệt mà đúng là cái đồ. Bạn có sao không Lam Chi? Sao trong đầu mình có hiện ra cái từ đồ hoài à? Đồ hả? Bạn muốn ăn đồ ăn gì hả? Không phải. Cái đồ gì ta? Đồ ăn hay là đồ chơi? Không phải luôn. Thôi mà kệ, bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. À, thôi tụi mình đi. Ừ. Thấy mình đeo đẹp không? Ừ, đẹp lắm á. Nè, hai đứa ăn trái cây đi. Dạ, em cảm ơn chị. Hai đứa chơi vui quá à, sau này cũng phải như vậy nha. Dạ. Mà tối nay hai đứa muốn ăn cái gì nè? Chị làm thịt sườn cho em nha. Thịt sườn? Ừ. Bộ trước đây em thích ăn thịt sườn hả? Lam Chi, bạn sao vậy? Cho con miếng sườn nha. Lam Chi, bạn sao vậy? Mình không sao. Em có bị sao không Lam Chi? Em không sao, nhưng mà bây giờ em muốn lên phòng nghỉ một lát. Ờ, vậy bạn lên phòng nghỉ đi. Có đau quá thì kêu chị nha. Dạ. Sao mình lại bị gì ta? Rõ ràng là mình sắp nhớ ra một cái gì thì phải. Mình có cảm giác như mình không phải là mình thì phải. Tâm Anh ơi, bạn đâu rồi? Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Mấy cái này của Lam Chi mà, sao em lấy của Lam Chi? Em có lấy đâu, bạn đó cho em mà. Thiệt không? Thiệt mà. Cho thì được, chứ không có được lấy tùy tiện đâu nha. Nè, cho hồi nào vậy? Hả? Lam Chi? Mấy cái đó là của mình mà. Đừng có mà mơ. Cho con miếng sườn nha.